tranh thủ dậy khỏi là sớm ha. Bữa nay hy vọng cắt móm bữa khó chịu xanh. Ok, cái cần dùng cây double fix hiện thoại. Trục mộc chấm nam thì mời cả nhà ăn bánh mì. Buổi sáng mà trời âm u quá. Đây, 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 đây. To hơn rồi, to hơn rồi. Được mấy con thôi về nghỉ.